Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 321, Tình Thâm Trong phòng người tới người lui, bà tử bên người cứ lao nhau không biết đang nói gì. Mí mắt lâm di ngày càng nặng, nàng thật sự rất mệt mỏi. Đứa bé đã bình an, nàng cũng yên tâm, lâm di cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy ý thức rời rạc, bên tại dường như có ai nói gì đó, Lâm Di lại không nghe rõ, đảo mắt đã ngủ thật say. Lúc mở mắt thì trời đã sáng rõ, bên người lập tức có tiếng người hỏi, tinh rồi sao? Lâm Di ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thập Cửu, nụ cười nằm trên mặt nàng lập tức cứng đờ, Chu Thập Cửu vẫn nhẹ nhàng yêu nhã như trước, chỉ là trong mắt tràn ngập tơ máu, trên cằm cũng lún phún dâu, trông gầy gỗ đi nhiều, Lâm Di khàn giọng. Sao lại thành như thế này? Nàng muốn đứng dậy, lại không ngờ cánh tay mềm nhũn không có sức, vừa muốn ngồi dậy lại lập tức ngã xuống. Chu Thập Cửu nắm chặt tay, ôm Lâm Di vào trong lòng, khẽ mỉm cười, đã ngủ hai ngày rồi, có thấy tốt hơn không? Chỉ chớp mắt đã hai ngày trôi qua, chẳng trách Chu Thập Cửu lại thành như vậy. Lâm Di nhếch môi, nhìn Chu Thập Cửu, ta sao vậy? Ánh mắt Chu Thập Cửu dịu dàng, sinh con xong thì suy yếu, trương phong tử và nhân tiên sinh đã châm cứu cuối cùng cũng tốt hơn. Nói rồi chàng vươn tay sờ thái dương của Lâm Di. Lâm Di cũng ngẩng đầu, lặng lặng đối mặt với chu thập cửu, giờ khắc này dường như đã trôi qua rất lâu, khiến nàng cảm thấy hơi hoảng hốt. Cùng mama nghe được tiếng động ở trong phòng, vén rèm lên, nhìn thấy Lâm Di thì mắt lập tức đỏ lên, nước mắt chảy xuống, vội vàng dùng tay áo lau đi nô tỳ đã nấu thuốc xong, giờ liền sai người mang đến. Nhìn thấy cùng mama vừa khóc vừa cười là đã biết hai ngày nàng hôn mê trong nhà đã loạn như thế nào. Lâm Di nhớ tới, con đâu rồi? Hai ngày nay có tốt hay không? Chu thập cừu ôm Lâm Di trong lòng, vươn tay nhận bát thuốc từ tay nha hoàn, thích khóc, đặt trong xe đầy thì lập tức khóc náo, nhụ nương đang bế. Lâm Di nghe vậy thì cười, điểm này không giống Chu thập cừu hi nộ ái ố đều giấu hết trong lòng. Chu thập cửu cụp mắt, muốn ăn gì? Đã hai ngày không ăn gì rồi, có phải đã đói bụng hay không? Cả người nàng mềm nhũn, chỉ muốn ngủ, không thấy đói, lâm di quay đầu nhìn chu thập cửu, người không ăn cũng không phải chỉ có mình nàng, sai phòng bếp làm chút đồ ăn, quận vương gia cũng ăn một ít nhé. Được, giọng chu thập cửu cực nhẹ, chàng nhìn lâm di không chớp mắt. Rất nhanh đồ ăn đã được bày đầy trên bàn nhỏ. Khẩu vị Lâm Di không tốt, lại sợ đặt đũa xuống thì Chu Thập Cửu cũng không ăn nữa, nên mới kiên trì ăn hết một bát cháo. Chu Thập Cửu chỉ ăn hơn nàng nửa bát đã bỏ đũa xuống. Lâm Di nghỉ ngơi thêm một lúc, nhũ mẫu mới bế con đến. Bé con trong tã lót khua tay múa chân nhìn rất có tinh thần. Đôi mắt rất sáng, mỗi đỏ đỏ, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ lại xoay qua xoay lại nhìn xung quanh. Lâm Di thử đưa tay ra. Đụng phải một chỗ cực kỳ non mềm, mang thai 10 tháng, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy được, dù chỉ một khắc nàng cũng không muốn rời. Để ta ôm chút, Lâm Di nhìn về phía nhũ mẫu. Nhũ mẫu cúi đầu vâng lời, dạy Lâm Di cách ôm đơn giản, rồi nhẹ nhàng đặt bé vào lòng Lâm Di. Bé con trong lòng nàng rất nhẹ, không giống như nàng tưởng tượng. Lâm Di đưa con cho Chu Thập Cửu nhìn, bé con bỗng nhếch môi, lâm di không nhịn được cười. chu thập cử nhìn thoáng qua nhũ mẫu, nhũ mẫu lập tức hiểu rõ, hành lễ với lâm di rồi thưa, thể từ ra muốn uống sữa. lâm di tư tuyến không rời nhìn con, nhũ mẫu xoay người đến đón lấy, đưa bé được đưa đến ngực lâm di thì vung tay nhỏ, khiến cho lâm di không muốn buông tay. nhũ mẫu bế bé tôi xuống, chu thập cửu đỡ lâm di nằm, vừa tỉnh tại vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Mấy ngày nữa cơ thể tốt hơn thì bảo nhũ mẫu mang con tới phòng xếp. Người nàng cũng chẳng còn sức nữa, chỉ cần khẽ động liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, cơ thể đã như này cũng chỉ đành sắp xếp như vậy. Lâm Di nằm xuống rồi đưa tay ra sờ cằm của Chu Thập Cửu, quận vương gia cử như vậy mà thương chiều sao? Cho dù có con rồi, cũng không thể lập tức trở nên già như vậy, con còn nhỏ, quận vương gia vẫn nên cạo dâu mới tốt. Chu thập cửu cười đứng dậy, phân phó nha hoàn bưng nước tới rửa mặt. Chỉ một lát sau đã cạo râu xong, thay bộ trường bào màu trắng, khôi phục dáng vẻ mặt tràn đầy sức sống lúc trước. Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi, Lâm Di hỏi đến Trương Phong Tử, sao rồi? Triều đình muốn xử lý thế nào? Chu thập cửu đáp: Dựa theo quy củ thì phải bị đánh rồi trục xuất ba nghìn dặm, phải có quan phủ giám sát định kỳ. Như thế thì có khác gì bị bắt giam chứ? Chẳng qua chỉ đổi cách gọi mà thôi. Lâm Di hỏi, đã đi rồi sao? Chu thập cửu kéo tay Lâm Di, vẫn chưa, triều đình có cái nhìn không thống nhất về vụ án này. Có người cảm thấy xử như vậy quá nặng, có người thấy tốt nhất là nên bắt giam lại, miễn cho bọn họ dùng lời nói giao động lòng người. Tranh luận là thật, chẳng qua điều này đã chứng minh trương phong tử liên lụy đến người bên cạnh. Lâm Di nhìn về phía Chu thập cửu, ngự sử có vạch tội quận vương ra hay không? Chu thập cửu cười nói, có người vạch tội cũng tốt, bằng không thì võ tướng không thể tham gia vào chuyện chính sự, ta tự nhiên không thể nói thay cho Trương Phong Tử. Lâm Di gật đầu, nếu như không phải dính líu tới bản thân, Chu thập cửu cũng không có quyền lên tiếng, đại Chu có rất nhiều hạn chế với võ tướng nắm binh quyền. Cho dù là có công lao hay là người tôn thất đều chỉ là lưỡi đao không có sự sống trong tay hoàng thượng mà thôi, hoàng thượng sẽ nắm thật chặt, như vậy mới không làm mình bị thương. Bệnh của Lâm Di có chuyển biến tốt, Chu Thập Cửu cũng yên tâm, chờ Lâm Di ngủ rồi, Chu Thập Cửu mới tới nha môn. Mỗi ngày ba lần thuốc được đưa đến, miệng Lâm Di dường như chẳng cảm nhận được vị gì khác nữa, chỉ có đắng, Lâm Di gọi Bạch Thược vào hỏi, ta chỉ nhớ sau khi sinh thì ngủ mật. Nhắc đến ngày hung hiếm đó, Bạch Thược đỏ con mắt, sau khi sinh xong thì quận Vương Phi chảy máu, nữ quan trong cung và bà đỡ đều bỏ tay, nhân tiên sinh cũng không có cách nào cả. Quận vương gia nghĩ đến vị trường tiên sinh kia, bèn ra ngoài tìm, rồi dẫn trường tiên sinh từ tay quan binh trở lại. trương tiên sinh cẩn thận trần trị, hết uống thuốc rồi lại châm cứu, mới khiến máu ngừng chay. Ngự sử vạch tội này của Chu Thập Cửu, chẳng những biết chuyện không báo, lại còn đoạt người về phù. Hai ngày nay người hôn mê không tỉnh, chỉ cần quân vương gia hạ triều liền ngồi ngay cạnh giường chăm sóc bọn nô tỳ cũng không dám thuyết phục lâm di gật đầu bạch thược lại nói phù quảng bình hầu còn chưa biết rõ quận vương gia sai người giấu diếm sợ lão thái thái vì vậy mà lo lắng bên phía tổ mẫu không thể chẳng biết gì chuyện của trương phong tử nhất định là làm xôn xao dư luận phù quảng bình hầu không làm gì cũng là sợ đã không giúp được lại càng làm phiền hơn lâm di phân phó bạch thược sai phòng bếp làm điểm tâm lão thái thái thích ăn đưa tới phủ quảng bình hầu báo cho lão thái thái ta đã tốt hơn nhiều để lão thái thái đừng quá lo lắng bạch thược vâng lời phân phó tiểu nha hoàn đi sắp xếp buổi tối chu thập cừu trở lại rửa mặt xong tiền đến nằm bên người lâm di lâm di buông sách trong tay xuống nhìn gương mặt gầy gò anh tuấn của chu thập cừ ta sai quất hồng trải giường ở đông phòng quận vương gia vẫn nên qua đó ngủ, ta bên này vẫn đang trong tháng, ban đêm còn có bà từ ra ra vào vào, không tiện. Ngày sinh chu thập cửu vào phòng đã là điều tối kỷ, hai người nào có thể chưa đầy tháng đã ở chung, cho dù không có trưởng bối trói buộc, đồn ra ngoài cũng bị người ta chê cười. Chu thập cửu lấy sách từ tay lâm di ra, nụ cười trên mặt hòa nhã, vừa mới tỉnh lại đã muốn đuổi ta ra ngoài, nào có đạo lý như vậy. Nàng vẫn chưa tắm rửa, hôm nay muốn cầm khăn lau đều bị ma ma cự tuyệt. Như vậy mà ngủ chung với chu thập cửu, nàng cứ thấy là lạ, huống chi còn lâu mới đầy tháng, nghĩ tới nghĩ lui thì biện pháp tốt nhất vẫn là để chu thập cửu dọn ra ngoài ngủ, tránh phải nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu của nàng. chu thập cửu ôm lâm di, trong tháng không nên đọc sách, tránh tổn thương đôi mắt, nghe theo lời ma ma nói điều dưỡng thật tốt. Giận dò giống như nàng vẫn là một đứa trẻ vậy. Ngự y nói phải điều dưỡng 7749 ngày, thuốc cũng phải uống đến lúc đó. Chu thập cửu cúi đầu dán sát vào đỉnh đầu lâm di, lâm di khẽ đẩy chu thập cửu, ta còn chưa tắm. Hóa ra là khó chịu vì thế, chu thập cửu nở nụ cười nhàn nhạt, ngày mai ta tới thái y viện hỏi trình ngày xem có thể dùng nước nóng lau người hay không. Chu thập cửu nói như vậy nhưng tay vẫn kéo lâm di qua, Nguyễn Nguyên không biết, ta có vài thói quen không sửa được, Đổi phòng thì sao ta có thể ngủ được chứ? Sau khi gả cho Chu Thập Cửu, nàng đã quen với cách giải thích như vậy, Lâm Di dựa vào ngực Chu Thập Cửu, yên bình mà nhắm mắt lại, quận vương gia đã gầy hơn nhiều, phải bồi dưỡng lại thật tốt. Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di để trên lưng mình, hóa ra là ghét bỏ ta gầy, em yên tâm đi, đợi em ra tháng thì ta cũng đã bù lại rồi, sẽ không làm cần em. Ngược kép, nàng đâu có ý này chứ? Lâm Di đỏ mặt cười. Trong tháng cữ có nhiều điều cấm kỵ, không thể đọc sách, không thể ngồi lâu, không thể động vào kim khâu, đến cả chùm đầu cũng không được lấy xuống, khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc ra tháng, nhưng vì nàng khó sinh, ngự y nói phải nằm thêm 19 ngày. Trải qua 77-49 ngày, Lâm Di mới có thể tắm rửa thoải mái. Tưởng thị tới thăm Lâm Di, nghe được nàng nói như vậy thì cười, ai cũng than phiền trong tháng vất vả bây giờ cũng đã trải qua được một cửa này nói đoạn nàng quan sát gương mặt lâm di một cách tỉ mỉ chẳng qua mới hơn 10 ngày sau đã gầy như lúc đầu rồi ta biết không ít người sau khi ra tháng còn nở nang hơn cả cúc mang thai trách không được quận vương ra sữa tại cả thời gian đại khách trong phủ là sợ cô vất vả quá không chịu nổi vốn là tiệc đầy tháng tại đồi đến khi nàng đứng dậy được lại thêm trong lúc nàng bệnh nặng chu thập cửu như biến thành người khác bây giờ cả kinh thành đều biết chu thập cửu và nàng tình cảm nồng nàn tưởng thị cười nói một lúc thừa dịp xung quanh không có ai tôn thất doanh xảy ra chuyện lớn rồi chương 322, chuyện kỳ lạ lâm di chăm chú lắng nghe tưởng thị nói tưởng thị kể rằng mấy ngày hôm trước có vị trưởng bồi thuộc tôn thất doanh ra ngoài uống rượu bị ngã từ trên lưng ngựa xuống còn suýt chốt nữa thì bị ngựa đạp bây giờ vẫn đang nằm liệt giường không thể cử động đạo sĩ nói rằng trong tôn thất doanh có hoa sát thân không biết xui xẻo này rơi vào nhà ai đây mấy ngày cô sinh con kính quận vương phi bị đau chân đến bây giờ vẫn chưa đi lại linh hoạt được nhà ta có một người thím tới phủ kính quận vương làm khách vừa tới cửa thủy hoa của phủ kính quận vương đã vừa khóc vừa cười chúng ta đều bị dọa sợ hết hồn chỉ có ta gan lớn mới dám đi với tim ấy. Nói tới đây, mắt tường thị sáng lên, khóe miệng chưa ý cười, ai ngờ được rằng, sau khi tim ấy rời khỏi phủ kính quận vương thì bình thường trở lại, không còn đau đầu, cũng không nói nhăng nói cuội nữa, chỉ là chúng ta khuyên thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng không chịu đi dự tiệc. Cũng làm khó cho kính quận Vương Phi phải đích thân xuất phủ một lúc lâu để trấn an rồi mới đưa tim ấy đi. Lâm Di nhìn dáng vẻ tưởng thị thì cũng mỉm cười. Tường thị thật thông minh, cứ như vậy thì nhất định kinh quận Vương Phi sẽ cảm thấy nhà mình có điều gì không sạch sẽ. Lâm Di nói, vậy người tím đó có nói ra không? Tưởng thị lắc đầu, có nói thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, thím ấy từ xưa tới nay vẫn hay nghi thần nghi quỷ, nghe người làm nói chuyện phiếm mấy câu thôi mà cũng nổi giận được. Hai người nói tới đây, cùng mama bước vào, khách tới rồi à? Đang ngồi trong phòng khách, Hiền quận vương phi đang tiếp đón ạ." À? Lâm Di nhìn đồng hồ cát, người mới đến đều là nữ tôn thất có qua lại với nàng, không chỉ tới chúc mừng mà còn là để giúp đỡ. Lâm Di và Tưởng thị đứng dậy, "Chúng ta đi xem xem." Quất Hồng vội vàng khoác áo choàng cho Lâm Di, Tưởng thị và Lâm Di vừa đi vừa trò chuyện. "Bên phía kính quận vương phi sao rồi?" Lâm Di khẽ hỏi. Tưởng thị nói, nhân dịp ngày rỗ của trưởng bối trong nhà thì lập đàn tràng, mời hòa thượng đạo sĩ tới quay cuồng một trận, tổn không ít tiền bạc, nhưng gần đây kính quận Vương Phi còn không ngừng đi tới tín thân Vương Phủ. Người làm ở trong tín thân Vương Phủ cũng nói buổi tối hay bắt gặp bóng người, tin tức lan truyền rất nhanh khiến cho tín thân Vương Phủ còn cho người sách đèn đi tìm kẻ trộm không ngờ kết quả lại chẳng có kẻ trộm nào ca. Ở trong phủ lớn chính là như vậy, gió thổi cỏ lay cũng dẫn đến vô số lời bàn tán bảo sao nghe vậy dần dần đồn thổi thành thái quá nhưng tín thân vương phi đã lớn tuổi cũng sẽ không luống cuống chân tay như kính quận vương phi đâu cho dù trong tín thân vương phủ có động tĩnh cũng vẫn sẽ ổn định lại nhưng vào thời điểm đó người tìm được phổ viễn đại sư để tu sửa tháp vàng cũng là tín thân vương phi chuyện này đã được định sẵn tín thân vương phi không hề liên quan từ trước tới giờ đều là nàng bị người khác hãm hại, bây giờ tới lượt nàng tính kể người ngoài, đúng là đảo lộn thế cờ, Lâm Di nhìn tưởng thị, cô thì sao? Có tin tức gì chưa? Mặt tường thị ửng hồng, chẳng giấu được cô cái gì, mới qua hai tháng thôi, chưa nói lên được điều gì hết. Hôm nay tưởng thị vừa vào của đã hân hoan ra mặt, vừa bối rối lại vừa xấu hổ, Lâm Di không lạ gì chuyện này. Lâm Di nói, vừa đúng lúc ta mang thai hay ăn cầu kỷ, táo đỏ, củ từ với mấy thứ nữa, lát nữa ta cho người gói lại cho cô, hàng ngày ăn cũng có ích cho cơ thể. Tưởng thị đỏ mặt, vậy ta xin nhận, hôm khác còn muốn thay quần áo cho thế tử ra nhà cô kia. Trong tương lai, ta cũng muốn chuẩn xác, lần đầu đã sinh con trai. Tưởng thị nói đùa nửa thật nửa giả, hai người rất mau tới phòng khách, các phu nhân tôn thất doanh đã lục tục kéo tới rồi. Lâm Di sai nhũ mẫu ôm đứa bé tới cho mọi người nhìn. Đứa bé được 100 ngày tuổi mới được trưởng bối trong nhà bạn tên cho. Nên bây giờ mọi người cứ gọi là Thế Tử Gia, Thế Tử Gia. Lâm Di nghe thấy lời khen ngợi lễ độ của mọi người, đúng là xinh xắn thật, giống quận Vương Phi như đúc. Vừa nhìn đã thấy thông minh rồi, nhất định sau này sẽ giỏi văn giỏi võ giống quận Vương Gia. Mấy đứa bé trong tôn thất doanh dạo gần đây đâu có xinh xắn được như thế tử gia của khang quận vương đâu. Nhìn thấy đứa bé chốc chốc lại chép miệng nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò, đôi mắt sách còn hơi bé do vừa mới sinh ra, đầu thấy tí xinh xắn dễ thương nào. Nói đứa bé giống y hệt nàng có lẽ do gương mặt chu thập cửu qua anh Tuấn, thằng nhóc này thật sự không hề có phong thái của cha mình. Nhưng dù trông đứa bé có như thế nào cũng khiến lòng lâm di ngứa ngáy hận không thể ôm vào trong lòng mỗi phút mỗi giây. Cùng mama và nhũ mẫu chăm sóc, bảo vệ đứa bé rất cẩn thận. Họ rất sợ có ai tới đây không cẩn thận mà làm đứa bé bị thương. Vậy nên ngày thường không hay ở bên Lâm Di mà toàn tâm toàn ý trông nom tiểu thê tử. Điều này làm Lâm Di vô cùng yên tâm, hài lòng. Thấy thời gian không còn sớm nữa, nhũ mẫu đưa tiểu thê tử xuống uống sữa mẹ, Lâm Di và các vị phu nhân ngồi lại trò chuyện, Mọi người mới nói vài câu chuyện phiếm, Kinh Quận Vương phi đã tới, mọi người đứng dậy hành lễ, Kinh Quận Vương phi ngồi lại dùng trà. Phủ Khang Quận Vương và Phủ Kính Quận Vương đã có bất hòa từ lâu, Kinh Quận Vương phi tới đây cũng chỉ là ngang qua sân khấu, đối phó qua loa giữ thể diện mà thôi. Khách khứa đã có mặt đủ, phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm nước, Lâm Di cho người bày tiệc, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí. Càng kỳ quả thái hậu nương nương đã qua, mọi người khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tặng khí, mượn yến tiệc này mà chơi đùa một trận cho đã. Có người đề nghị muốn chơi truyền hoa. Lâm Di sai hạ nhân chết một nhành ngọc lan từ nhà kính trồng hoa tới. Tưởng thị chủ động đứng dậy muốn ra sau bình phong đánh trống. Cây hoa chuyển tới chuyển lui qua tay mọi người, rồi hai lần đều tới tay Lâm Di. Mọi người bỗng chốc cười vang, ép Lâm Di kể chuyện cười. Lâm Di thoái thác không đồng ý, không thể làm gì khác ngoài uống rượu hoa quế. Lần thứ ba, cành hoa rơi vào tay Lâm Di, tưởng thị đề nghị làm thơ, mấy vị phu nhân biết làm thơ trong yến hội cũng đồng tình, mọi người lại náo nhiệt một phen, kính quận Vương Phi ngồi trong góc nhướng mày, thầm cười nhạt. Mọi người lại chơi thêm mấy vòng nữa, nữ quyến uống rượu hoa quế. Kính quận Vương Phi cảm thấy không thú vị, không nói lời nào may mà rượu hoa quế trong phủ khang quận vương vô cùng ngon nàng ta ngồi một bên uống rượu một mình đôi khi ngẩng đầu lên nhìn thấy các nữ quyến khác nhìn mình mà xì xào bàn tán kinh quận vương phi cảm thấy tức giận bảo nha hoàn bên cạnh đi theo tới nhà xí trên đường đi có tiếng sáo không biết truyền từ đâu tới nức nở thê lương khiến người nghe chua xót kính quận vương phi nhíu mày nhìn nha hoàn bên người có nghe thấy tiếng gì không nhà hoàn kia cũng vội gật đầu, nói không chừng đó là nữ tiên sinh do phủ khang quận vương mời tới. Kính quận vương phi cười thở ơ, nàng ta chẳng mời được ai tốt lành, ngày đại hỷ mà khóc lóc thảm thương vậy. Hai người đi về phía trước, kính quận vương phi như bị hoa mắt, thấy có người đội một cái mũ thật cao đi vụt qua mặt nàng, trang phục không giống như người bình thường, bỗng chốc hoảng sợ kéo áo nha hoàn bên cạnh, ngươi có thấy gì không? nhà hoàn kia luôn cúi đầu hầu hạ nên không thấy gì chỉ lắc đầu hai chủ tớ thật vất vả mới về lại được phòng khách trong tiếng nói cười sôi nổi của đám nữ quyền kính quận vương phi khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng đúng lúc người hầu bưng món cá hấp lên kính quận vương phi rất thích ăn mắt cá đưa đũa định gắp ai ngờ vừa định hạ đũa xuống mắt cá đã rơi ra kính quận vương phi hoảng sợ tới mức rụt đũa lại khiến cốc trà bên cạnh bị đánh đổ nước trà thấm vào vạt váy. Nữ quyến ngồi bên cạnh kính quận Vương Phi bất ngờ mà hô to, gọi đám hạ nhân mang khăn qua đây. Ánh mắt mọi người đều rơi vào người kính quận Vương Phi, vì gấp thức ăn mà làm đổ cốc trà, chuyện như vậy vô cùng mất thể diện. Hạ nhân đứng cạnh vụng về lau tay áo kính quận Vương Phi, kinh quận Vương Phi bừng bừng lửa giận, đá hạ nhân ngã lăn ra đất. Hạ nhân vội vàng xin tha, Lâm Di đứng dậy qua đó xem, xin kinh quận vương phi bớt giận chuyện là thế nào giọng nói lâm di không cao không thấp kính quận vương phi nhìn sang đón lấy ánh mắt sáng ngời của lâm di cho rằng nàng đang nhìn nàng ta chật vật nhân dịp nàng ta không để ý còn cố tình nhìn thoáng qua mắt cá trong khay ngay trước mặt nhiều nữ quyến như vậy kinh quận vương phi không dễ xử trí nhưng chỉ cần nghĩ tới quảng bình hầu trong khoa đạo tố cáo nàng ta ép mua đất đai quan phủ lại đào ra thị thể trong vườn táo. Bây giờ không những vườn cây bị quan phủ niêm phong, phủ kính quận vương cũng bị vướng vào kiện tụng, không biết bao giờ mới thoát thân. Việc tu sửa lại tháp vàng là do nàng ta đề nghị với tín thân vương phi, ban đầu vô cùng thuận lợi, nhưng lại bị khoa đảo dâng tấu trương lên hoàng thượng, tháp vàng đành không gây được. Lời hứa trước Phật tổ của nàng ta còn chưa tròn vẹn thì trong nhà đã liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Kính quận Vương Phi nghĩ tới tiếng sáo ban nãy, còn có cả bóng người đội mũ, về lại phòng thì mắt cá đột nhiên rơi ra ngoài, nhíu mày nhìn Lâm Di, Yến Hội đang yên lành, sao lại có người thổi khúc sáo bị thương như vậy, ta nghe thấy ở vườn hoa thì vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người đều chỉ biết việc kinh quận Vương Phi đánh đổ cốc trà, ai ngờ kính quận Vương Phi lại nhắc tới khúc sáo gì đó, Lâm Di cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn sang đám nữ quyến, quận Vương Phi nói tới khúc sáo gì cơ? Bà nãy chúng ta chỉ đánh trống truyền hoa, ai thổi sáo đấu cơ chứ? Kinh quận Vương Phi ngồi trong một góc không muốn thân cận với khang quận Vương Phi. Mọi người cũng biết quan hệ giữa hai nhà, tụ chung một chỗ khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn, không ngờ thật sự có chuyện rồi. Kính quận Vương Phi nhíu mày nhìn sang nha hoàn bên cạnh, ngươi có nghe thấy không? Nhà hoàn kia không dám chậm trễ, lập tức nói, thật là có nghe thấy, kính quận vương phi còn nhìn thấy bóng người nữa. đề tài như vậy lập tức phá tan không khí đang náo nhiệt. lão thái gia nhà chúng ta vừa mới mất, yến tiệc trong nhà cũng không tổ chức lớn, tiền viện cũng không có khách ở, chỉ có đám nữ quyến chúng ta họp mặt, cũng không mời đoàn hát và nữ tiên sinh. lầm gì nói rồi nhìn cũng ma ma phân phó đi điều tra xem có ai thổi sáo trong vườn làm kinh động kính quận vương phi hay không lâm di nói xong lại hỏi kính quận vương phi quận vương phi có thấy người thổi sáo hay không nhắc tới chuyện này sắc mặt kính quận vương phi lập tức trở nên tái nhợt kính quận vương phi mãi không nói lời nào lâm di khẽ nói ta có một bộ y phục mới may nếu như quận vương phi không ngại thì thay ra trước đã tưởng thì cũng ân cần tới xem kinh quận vương phi ta và quận vương phi đi thay quần áo đều nói không ai đánh người chạy tải huống chi trong trường hợp này, kinh quận Vương Phi cũng không tiện tiếp tục tranh cãi, cùng mama vội vã đi trước dẫn đường, đưa kinh quận Vương Phi đi thay quần áo. Lâm Di trở lại chỗ ngồi tiếp tục chủ trì yến hội, mọi người mới ngồi xuống, bên ngoài đã chuyển tới tiếng quát tháo. Mọi người nhìn nhau, chuyện gì nữa đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 323, có tật giật mình. Lâm Di phải hồ đào đi xem tình hình, Lát sau Hồ Đào quay lại bẩm báo, "Kính quận vương phi nói người nhìn thấy bóng người trong vườn hoa à. "Nhìn thấy bóng người trong vườn hoa sao? Lâm Di không lên tiếng ngay, lát sau nàng mới nói, "Có phải người hầu bê đồ ăn không?" Hồ Đào nói, "Có lẽ không phải đâu ạ, à? nhóm người hầu đều chờ ở bên ngoài." "Nô Tỳ đã đi hỏi rồi, không có ai từ bên đó qua đây hết ạ." À? Lâm Di gật đầu, đi nói với Kính quận vương phi hôm nay trong phủ tiếp khách, hạ nhân đi qua đi lại bận bịu không tránh khỏi lóng móng chơi tay, để cho nàng không hoảng sợ nữa. Trấn An Kinh quận Vương Phi đi. Hồ Đào gật đầu, nô tỳ lập tức đi nói à. Hồ Đào dẫn tiểu nha hoàn lui xuống sắp xếp mọi chuyện, Lâm Di cười nói với nữ quyền bên cạnh. Lâu sau vẫn chưa thấy kính quận Vương Phi quay lại, Lâm Di đang định cho người đi hỏi thì tưởng thị và Hồ Đào bước vào. Không có chuyện gì chứ, Lâm Di khẽ hỏi tưởng thị. Tưởng thị ngồi xuống, kính quận Vương Phi cảm thấy thân thể không khỏe, nhờ ta nói một câu rồi về trước. Tưởng thị nói như vậy, trong sành cũng dần an tĩnh lại. Nhưng tưởng thị úp úp mờ mờ, Lâm Di ngại những nữ quyến ở đây nên không tiện hỏi thêm. Nữ quyền trong phòng lại càng tò mò, một mặt thì nghĩ không có chuyện gì, mặt khác lại phải người âm thầm hỏi thăm. Khi yến tiệc kết thúc, Lâm Di giữ tường thị lại kế tỉ mỉ. Tường thị nói về kính quận Vương Phi, lần này thật sự chỉ là bóng cây mà nàng ta sợ tới vỡ mật, thấy cái gì cũng cả kinh. Nàng hỏi ta, ta chỉ nói không thấy gì hết. Lâm Di và tường thị ngồi trên giường ẩm gần cửa sổ, nha hoàn bùng trà nóng đi lên. Tường thị cười, nhấp một ngụm trà, thời điểm cô khó sinh mà kinh quận Vương Phi lại vô cùng vui vẻ. Khang quận vương mại trương phong tử vào phủ, chân trước vừa tới chân sau nha môn đã nhận được tin, có lẽ phủ kinh quận vương đã góp không ít sức trong chuyện này, bây giờ thì tốt rồi, nàng ta cũng nên sợ hãi đi. Tin tức của chu lão phu nhân truyền ra, kinh quận vương phi châm ngòi thổi gió, hơn nữa còn có đồng trường mậu bên cạnh giúp đỡ, triều đình lập tức phải người tới bắt. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông là nàng ta tính kế trước thì bây giờ tới lượt nàng ta giải quyết hậu quả. Tiễn tưởng thị đi rồi, lát sau chu thập cửu xong việc ở nha môn hồi phù. Lâm Di vào phòng trong hầu hạ chu thập cửu thay trường bào, đã lâu lắm rồi nàng không kiếng chân lên cài cúc áo, đợi tới khi Lâm Di nhìn sang, chu thập cửu đã cài xong rồi. Nếu như sau này chẳng đều như vậy thì nàng bớt được không ít việc. Lâm Di vừa định hạ chân xuống, Chu Thập Cửu đã đưa tay nhanh chóng cởi cúc áo ra, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười nhìn nàng chăm chú, áo bào trắng như tuyết khiến gương mặt chàng vô cùng dịu dàng, hàng mi dài đen nhánh, nhìn thấy nàng cứ đứng im, chàng hơi dướn người tới gần như thể mời gọi. Xưa nay Lâm Di đều không có cách gì với sự vô lại của Chu Thập Cửu, nàng vươn tay khéo léo cài lại nút áo. Chu Thập Cửu nắm tay Lâm Di, hôm nay thân thể nàng thế nào? Nàng có một không, nàng nằm tĩnh dưỡng nhiều hơn người khác 19 ngày, sao có thể mệt mỏi được, mấy ngày hôm nay sức lực bắt đầu dồi dào rồi. Lâm Di lắc đầu, không mề tả. À? Chu Thập Cửu mím môi, bỗng mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Người này luôn luôn khiến cho nàng không nhìn thấu, trong mắt chàng rõ ràng ẩn chứa ý gì sâu xa, nhưng lại không chịu nói thẳng. Lâm Di vừa định quay người, Chu Thập Cửu ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lòng cúi đầu thủ thỉ bên tai ngự y có dặn dò gì chuyện phòng the không nếu nàng không mệt thì tối nay ta cho người nấu nước lâm di nhớ tới khi mang thai chu thập cừu cũng chạm khẽ vào vành tai tóc mai nàng như vậy mặt nàng không khỏi ửng lên bên ngoài truyền tới tiếng vén rèm lâm di hơi dãy rủa chu thập cừu đành phải buông ra phu thê hai người một trước một sau ra khỏi phòng trong quất hồng bước tới hành lễ phòng bếp đã chuẩn bị xong thức ăn rồi à? Người muốn bày ở đâu à? Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, bày ở phòng phía đông đi. Mấy hôm nay Chu Thập Cửu đều dùng bữa trên giường ấm với nàng, bây giờ đã qua tháng ở cữ, mọi thứ nên khôi phục lại như trước đi. Một mình ta ăn, không cần phiền phức như vậy. Chu Thập Cửu ngồi trên giường ẩm, Lâm Di phân phó tiểu nha hoàn bày bàn nhỏ. Chu Thập Cửu dùng bữa xong, Nhũ mẫu ôm đứa bé tới cho Lâm Di nhìn. Đứa bé còn chưa ngủ, chớp chớp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Di ôm cậu bé vào trong lòng, học theo nhũ mẫu nhẹ nhàng xoa đầu. Dường như đứa bé rất thích, không khóc cũng không náo loạn, chỉ lặng lặng nhìn nàng, dường như đã cứng cáp hơn hẳn lúc mới sinh. Nhũ mẫu kính cẩn nói, thế tử gia lớn nhanh lắm, đứa bé nhà nô tỳ còn nhiều tuổi hơn thế tử gia, mà không lớn như thế tử gia đâu à. Nói tới đây, nhũ mẫu bỗng hưởng lại, biết mình vừa lỡ lời, không nên so sánh đứa bé nhà mình với thế tử gia. Lâm Di ngừng đầu mỉm cười với nhũ mẫu, bà đỡ nói thế tử gia vừa ra đời đã lớn hơn những bạn đồng lừa một chút. Nếu không sao nàng có thể khó sinh như vậy. Nhũ mẫu cẩn thận đáp lời, thế tử gia được di truyền tốt, ăn sữa mẹ cũng nhiều. Hai người một hỏi một đáp, Chu thập cửu bên cạnh cũng không kìm lòng được mà tới nhìn đứa bé các vị trưởng bối đều nói bế cháu không bế con, nhất là con trưởng tương lai sẽ kế thừa tước vị, người làm cha không thể quá quan tâm yêu thương, Chu Thập Cửu làm phụ thân vẫn nên giữ chọn bổn phận, đã sớm làm ra dáng vẻ của một người cha nghiêm khắc. Lâm Di bể đứa bé hua hua trước mặt Chu Thập Cửu, hai cha con nhìn nhau chăm chú. Gian phòng bỗng chìm vào yên lặng, bầu không khí trở nên rất nghiêm trang, Lâm Di nhẹ huých cánh tay vào Chu Thập Cửu quận vương gia đừng nghiêm nghị như vậy, nhỡ dọa con thì sao? Người đàn ông ngày thường vẫn mang vẻ mặt tươi cười, mà sao khi nhìn con mình tại cạnh te? Nghe lời Lâm Di nói, khóe miệng chu thập cửu cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, vậy mà đứa bé nằm trong tã biểu môi rồi gào khóc, Lâm Di vội vàng đang đưa rồi nhỏ giọng dỗ dành nhu mẫu cũng lập tức tới giúp đỡ, hai người vất và hồi câu mới làm cho đứa bé ngừng khóc lâm di lại đung đưa thêm một lát đôi mắt đen lúng liếng của cậu bé nhắm lại lát sau liền ngủ say nhụ mẫu tới đón cậu bé hay là quận vương phi để nô tỳ đi à lâm di đưa đứa bé cho nhụ mẫu trên gương mặt chu thập cừu vẫn là nụ cười mỉm ban nãy ánh mắt chàng có hơi bất đắc dĩ lâm di nhìn chàng mìm cười ai nói chàng vẫn luôn nở nụ cười sâu xa nụ cười tâm cơ trước mặt con trai cũng muốn cười như vậy Hai người nằm trên giường, Lâm Di thương lượng với Chu Thập Cửu, qua một khoảng thời gian nữa, ta muốn để con ở bên mình, để nhũ mẫu bên ngoài chăm phụ thôi, có việc gì thì gọi tới. Lần đầu làm cha mẹ, hai người họ đều phải thích ứng với sự thay đổi mà đứa bé mang tới, giao toàn bộ cho nhũ mẫu tuy là thành thơi, nhưng lại thiếu đi niềm vui và cả trách nhiệm. Trong mắt của Lâm Di còn có cả ý mong đợi, nàng không muốn tách khỏi đứa bé chút nào. Nhất là ban nãy khi nàng ôm đứa bé, sắc mặt hồng hào rạng rỡ hơn nhiều. Nàng còn muốn nhìn thấy dáng vẻ con lớn tiếng khóc hay giận dỗi. Chu Thập Cửu gật đầu, nàng cứ sắp xếp đi, chỉ là nếu không đủ sức chăm sóc thì giao cho nhũ mẫu. Chu Thập Cửu không hề suy nghĩ mà chiều theo ý nàng luôn, Lâm Di nói, "Chờ tới khi con không còn khóc đêm nữa thì ta sẽ cho người bỏ tấm vách ngăn đi." Chu Thập Cửu vươn tay ôm Lâm Di vào lòng, tay kia xốc lên trung y rồi vòng qua eo nàng, ngón tay vuốt khẽ mang theo tình ý giạt rào. Nàng quay đầu lại, chu thập cửu dướn người tập kích, đặt một nụ hôn vào tóc mai của nàng, dọc theo tóc mai xuống tới vành tai. Vạt áo của nàng bị mở ra, chu thập cửu cởi quần áo trên người, hai thân thể dung hòa vào nhau chặt chẽ, cơ thể đang bao trùm lên người nàng cứng rắn mà nóng rực. Đã lâu rồi không ở cùng một chỗ, thân thể của chàng bất giác căng thẳng không biết làm sao mới thả lỏng ra được hôm nay hoàng thượng triệu kiến ta hỏi chuyện của trương phong tử lâm di ngẩng đầu lên hoàng thượng nói như thế nào ạ à? chu thập cửu mim cười để lâm di an lòng ta nói đúng theo sự thật vợ con khó giữ tính mạng đừng nói là trương phong tử cho dù là tu sĩ ngoại tộc thì ta cũng sẽ tìm bằng được năm đó hoàng hậu nương nương sinh non hoàng thượng cũng gọi tất cả ngày trong thái y viện tới hậu cung khám chữa cho hoàng hậu đó thôi chu thập cửu nói rồi dùng một lát hoàng thượng tiến tới trước mặt ta nói tuy là tình hình vợ con nguy hiểm thì có thể tha thứ nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy không cho ta tùy ý làm bậy phạt ta bổng lộc nửa năm chỉ là phạt bổng lộc mà thôi trong lòng đấng quân vương tiền bạc không đáng nhắc tới nói cách khác nếu không phải cho triều thần bên dưới một sự công bằng, hoàng thượng sẽ không phạt Chu Thập Cửu. Lâm Di nhớ tới lần hoàng hậu nương nương ban thưởng nữ quan, nhất định là vị nữ quan đó sau khi hồi cũng đã nói hết về tình hình trong phủ Khang quận vương một lần, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không chịu kiến Chu Thập Cửu. Hoàng hậu nương nương giúp đỡ nàng nhiều lần, nàng sinh con cũng có nữ quan chăm sóc, giúp đỡ từ đầu chi cuối, nếu không chắc chắn nàng sẽ phải khổ hơn hoàng thượng hỏi trương phong tử ta nói rằng hẳn là người có y thuật cao siêu nếu không có hắn mẹ con hai người cũng khó mà được bình an hoàng thượng có thể cho thái y viện cử người tới kiểm tra trương phong tử cũng không phải người như những lời đồn đại bên ngoài chỉ biết học những thủ thuật tà đạo để mê hoặc lòng người hoàng thượng hỏi tới trương phong tử chính là do đã nảy sinh nghi ngờ với việc này nói không chừng thật sự như nàng nghĩ Trương Phong Tử sẽ không bị trục xuất. Nghĩ tới điểm này, tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Di bỗng nhẹ đi, cả người nàng nhẹ nhõm khoan khoái. Trương Phong Tử vì cứu nàng nên mới bị quan phủ bắt đi, nếu như vì vậy mà khiến nhân tiên sinh và Trương Phong Tử xa cách, nàng không tài nào sống thoải mái. Cảm giác được thân thể mềm mại đã từ từ thả lòng. Chu thập cửu tự tay nâng bắp đùi bóng loáng của Lâm Di lên, chậm rãi thẳng tiến, Lâm Di cảm thấy khó chịu, có hơi đau đớn, Chu Thập Cửu không vội vã chuyển động, mà chỉ thong thả ra vào, chờ nàng thích ứng, hạ thân đã ướt át chàng mới bắt đầu dùng sức. Lâm Di đã cho rằng mình chuẩn bị xong rồi nhưng nàng vẫn không chịu nổi, bám chặt vào bờ vai Chu Thập Cửu, nương theo tiết tấu của chàng. Chương 324: Trừ họa. Hôm sau, Tiễn Chu Thập Cửu ra khỏi cửa, Lâm Di thay quần áo xong tới xem con nhũ mẫu đã ở bên cạnh đang thay tấm nệm giường bị đứa bé tẻ ướt cậu bé vừa khóc vừa run rẩy như thể đang rất lạnh lâm di bước tới hỏi nhũ mẫu hay là cho người sông hương đi nhũ mẫu kính cần đáp trẻ con đều như vậy a à. quận vương phi không cần lo lắng chúng nô tỉ lập tức thay xong ngay lâm di tận mắt nhìn nhũ mẫu bọc đứa trẻ kỹ càng rồi dùng sợi dây buộc hai chân lại không phải đã đầy tháng thì không cần buộc chân nữa sao lâm di hỏi nhũ mẫu bên cạnh nhũ mẫu mỉm cười tương lai thế tử gia phải cưỡi ngựa buộc thêm vài ngày cho chân được rắn chắc người cứ an tâm trẻ con đều thích như vậy đúng là kỳ quái thế mà trẻ con lại thích được bọc thật chặt tay chân đều nấp sau lớp tã lót mới ban nãy còn lớn tiếng gào khóc bây giờ đã yên lặng nhắm hai mắt lại vẫn là nhũ mẫu có cách lâm di ngồi một lát rồi ra ngoài phân phó việc bếp núc trong phủ cho mấy ma ma quản lý Chu thập cửu bị phạt nửa năm bổng cộc, chi tiêu trong nhà không thể tránh khỏi việc hạn chế, tránh để ngày Tết nhiều việc mà không đủ bạc dùng. Các thôn trang đều bắt đầu gieo hạt, ý của Lâm Di là cấp trước cho tá điền trồng trọt một ít bạc nuôi gia đình. Lần trước công nhị gây ra chuyện buôn bán thảo dược, Lâm Di đã hỏi triều đình thời hạn nộp thuế thân, ở Kinh Thành và vùng cân cận là hơn nửa năm. Nếu đã vậy cũng không cần đè ép tá điền, Tiền công cho đầy tớ không phải chờ tới cuối năm mới phát. Cử phát trước để cho mọi người không phải đau đầu vì chuyện tiền bạc. Cử như vậy, tiền trong nhà phải chi ra trước, rồi phải mua rất nhiều vải vóc và tranh chữ, ngân sách đã hơi hạn hẹp. Lâm Di gọi thằng quản sự chuyên quản lý chuyện tiền bạc trong phủ tới tính toán. Quản sự đầm đìa mồ hôi, những khoản chi viết ra liên tục đưa tới tay Lâm Di. Từng khoản chi đều là cố định, cho dù muốn tiết kiệm cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Ban đầu phải chuẩn bị bạc cho đầy tớ, tá điền ở thôn trang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, bây giờ xuất ra khoản tiền này đúng là không tốt lắm. Quản sự muốn nói lại thôi, lau mồ hôi mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, quận vương phi, bây giờ thật sự không thể xuất bạc nữa. Bình thường phần lớn tiền trong phủ dùng vào việc quà cáp, nói chung vẫn phải chuẩn bị thỏa đáng, nếu không nếu không sẽ mất hết danh dự với người ngoài lâm di suy nghĩ một chút buông sổ sách trong tay xuống có thể tính vào lợi nhuận của hai cửa hàng được không quản sự ngẩn ra chuyện này quả thực không được hiện nay hai cửa hàng còn chưa có lợi nhuận hoặc có thì cũng không đáng kể lâm di đã đưa những khoản dự tính trong cửa hàng cho quất hồng để nàng lấy ra cho quản sự xem quản sự cầm trong tay lâm di mở miệng nói nhìn xem có đủ hay không Quản sự đọc kỹ một lượt, lại dùng bàn tính gảy một phen rồi mới lễ phép đáp lại. Nếu cứ như vậy thì có lẽ cũng đủ dùng, chỉ sợ tới khi đó không được như dự liệu. Người cũng biết phàm là quản lý cửa hàng thì thường tính toán tiền được nhiều thêm một chút. Ai cũng không muốn để cửa hàng mình quản lý bị thua lỗ, nên đầu năm đưa tới bản dự tính thường lạc quan mà tính thêm vào. Nàng mới quản lý việc nhà chưa lâu sao có thể dày dạn kinh nghiệm như quản sự trong phù nhìn số bạc thì có vẻ như đủ dùng nhưng thực ra tiêu tiền khó tránh khỏi việc vào tay trái ra tay phải đặc biệt là những quả cáp lễ nghĩa nhiều tới mức khó mà dự liệu hết lâm di đã quyết định bất luận thế nào cũng không thể giữ bạc của tá điền đầy tớ mãi được nhất định phải đổi từ phát cuối năm sang phát vào giữa năm như vậy mới công bằng quản sự không thể làm gì hơn ngoài đồng ý để tiểu nhân đi chuẩn bị bạc quản sự lui xuống rồi Lâm Di tiếp tục xem sổ sách. Trong phủ có chút thay đổi, rất nhanh đã khiến từ trên xuống dưới đều ngạc nhiên. Mama quản sự nhao nhao tới hỏi tình hình, cùng Mama đứng bên cạnh Lâm Di, nói, đều đã mời nô tài tới ăn uống như thế nô tài biết được cái gì không bằng, ngay cả lão phu nhân cũng cho người tới nghe ngóng tình hình. Lâm Di gật đầu, nàng chỉ thay đổi một chút đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi có thể hình dung được nếu hoàng thượng muốn áp dụng chính sách mới thì khó khăn tới chừng nào trách không được có nhiều chuyện chỉ làm được một nửa đã không có kết quả gì cho nên hiện tại muốn làm triều thần thì phải nhìn thấu tâm tư của hoàng thượng không thể tùy ý hành động chu thập cửu thân là võ tướng nhưng vẫn phải nương theo cục diện chính trị bất ổn này tiền công cho tá điền đầy tớ vừa phát đi điều quân sự lo lắng đã thành sự thật lâm gì ôm con trong phòng học theo bài hát du mà tiểu tiêu thị hát cho bát tỷ nghe, thỉnh thoảng đứa bé lại nhìn lâm di, nghe vô cùng chăm chú. Nhụ mẫu bên cạnh cười nói, đúng là quận vương phi, hát du cũng êm tai như vậy, chúng nô tỳ chắc chắn không theo được. Lâm di nhìn nhụ mẫu, nàng không giỏi ca hát, nhụ mẫu chỉ đang khích lệ nàng thôi. Đôi mắt đứa bé sáng trong, dịu dàng, càng ngày càng có phong thái giống chu thập cửu nếu nhìn kỹ cũng được coi là xinh xắn. Ai từng gặp qua phụ thân cậu bé chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng, phụ thân xuất chúng như vậy lại sinh ra đứa con bình thường. Nhưng có điều, bình thường cũng tốt, người quá yêu tú phải nếm trải nhiều khó khăn. Nàng hy vọng đứa bé có thể bình an mà lớn lên, tiền đồ không cần sánh với phụ thân nó. Lâm Di giao đứa bé cho nhũ mẫu, cùng mama bước tới trước mặt Lâm Di, nhỏ giọng nói, kính quận Vương Phi gửi thiệp mời qua đây, muốn tới trong phủ làm khách ta. À? Điều này cũng thật mới mẻ, lâm gì khẽ như mày, lần trước ở Yến Hội, kinh quận Vương Phi chưa nói tiếng nào đã rời đi, hôm nay lại chủ động tìm tới cửa. Lâm Di phân phó cùng Mama cho người quét dọn sân sạch sẽ, nhà bếp Lâm Diềm tâm đi. Không đợi Lâm Di sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, kính quận Vương Phi đã vào cửa, lâm di xuất viện ra đón tiếp kính quận vương phi vào nhà chính theo sau kính quận vương phi còn có một sự cô mặc đạo phục mới tinh ánh mắt nhìn về phía lâm di dường như phát sáng có vẻ vô cùng thanh tịnh nhìn thấy sự cô lâm di không khỏi kinh ngạc có vị nữ quyền nào tới nhà người khác còn dẫn sư cô theo không kinh quận vương phi ngồi xuống nhấp một ngụm trà vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn xung quanh một vòng dường như còn e sợ nhưng vị sư cô kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim dáng vẻ vô cùng bình tĩnh lầm gì cũng không ngồi không nhìn kính quận vương phi nói kính quận vương phi đây là có chuyện gì không tiện nói sao rõ ràng đến có chuẩn bị mà bây giờ lại che che giấu giấu quả thật khiến người khác buồn cười kính quận vương phi lúc này mới ấp ốm nói lần trước ta tới quý phủ dự tiệc e rằng đã đụng phải thử không sạch sẽ nhờ có trường ninh sư thái ta mới trấn tĩnh lại nhưng việc này vẫn nên truy tìm căn nguyên nguồn gốc nói rồi nàng ta nhìn lâm di ta vốn không định tới nhưng chuyện này đối với phủ khang quận vương có lợi mà không có hại cho nên bèn đưa trường ninh sư thái tới gặp cô ngụp kép lời này quả là không rõ ràng kính quận vương phi không biết làm thế nào mới tốt không ngừng nhìn sang trường ninh sư thái trường ninh sư thái cũng không nói lời nào chỉ nhìn Kính Quận Vương phi bằng ánh mắt khích lệ. Đối với người từ nơi khác tới này thì chia ra làm hai kiểu, một là loại khua môi múa mép, khiến người ta tin phục, loại còn lại là cực kỳ kín miệng, ra vẻ sâu xa khó hiểu. Lâm Di kinh ngạc nói, theo như lời của Kính Quận Vương phi thì lần trước thứ cô nhìn thấy ở phủ chúng ta không phải là bóng người sao? Sự cô ngước mắt lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Di, hơi gật đầu. Vẻ mặt của Lâm Di có phần phức tạp, kính quận Vương Phi cho là cái gì chứ? Nói tới chỗ này, kinh quận Vương Phi tỏ ra sợ hãi, là... Chỉ sợ là thần quan quản chuyện sinh tử. Thần quan quản chuyện sinh tử. Chẳng lẽ muốn nói tới hắc bạch vô thường hay sao? Kính quận Vương Phi vừa nói vừa không tự chủ nhìn ra đằng sau, ta thấy một bóng đen đội mũ rất cao vụt qua tầm mắt. Đội mũ rất cao, thật giống như chỉ hắc bạch vô thường người sắp chết thường nhìn thấy hắc bạch vô thường nói tiếp nữa thì thật đáng sợ lâm di nói nhưng ta không nhìn thấy cái bóng nào như vậy hạ nhân trong phủ cũng thế lời này đã đưa mọi chuyện tới bờ vực kính quận vương phi nhíu mày cô nghĩ xem vì sao ta lại nhìn thấy trong phủ khang quận vương trường ninh sư thái nói là e rằng ta đã chạm phải thứ gì không sạch sẽ nếu muốn phá giải thì cần đến sự phối hợp của quận vương phi cần tới nàng phối hợp sao Lâm Di kinh ngạc, chẳng lẽ điểm xấu này là do nàng mang tới cho kinh quận Vương Phi chắc? Lâm Di không nói lời nào, kính quận Vương Phi nói tiếp, nếu chỉ là chuyện bình thường ta cũng chẳng tới phiền phức đệ muội làm gì, nhưng việc này liên quan tới số mệnh, không riêng gì ta, cả phủ khang quận Vương cũng vậy, nếu muốn xử lý thì hai nhà chúng ta cùng nhau giải quyết cho thật thỏa đáng, cũng là để bảo vệ sự yên bình cho hai phu. Lâm Di nhấp một ngụm trà, đây đúng là chuyện nên làm." Nói rồi, nàng dừng lại một chút, cô muốn xử lý như thế nào? Kính Quận Vương phi nói, "Ta muốn lập đàn thờ trên nước, phải bỏ ra chốt bạc để trừ tai nạn, mỗi nhà chúng ta phải xuất ra lượng bạc." "Đây là điều có chủ ý trước rồi, đàn thờ xong rồi thì làm thành Phật tọa đài sen, tặng vào chùa miếu." Kính Quận Vương phi nhắc tới bạc, khiến Lâm Di lưỡng lử, chỉ lập đàn thờ thôi mà phải bỏ ra mấy trăm lượng bạc dòng thuê một sân viện trong kinh cũng tốn hơn trăm lượng lâm di nói thẳng còn có thể nhiều hơn nữa được không kính quận vương phi nhíu mày muốn trừ họa thì sao có thể thiếu bạc hơn nữa cũng không phải dùng ở đâu đâu mà dùng trước bồ tát đây không phải là chuyện tốt hay sao ta biết được những nhà quan to sang quý trong kinh hàng năm xuất gia không ít như vậy đâu vẻ mặt lâm di thở ơ không sợ chị dâu chê cười ở phủ chúng ta Tiền hương tiền khói không có nhiều như vậy. Năm ngoái lão thái gia nhà ta mới mất, năm nay ta sửa lại quy củ trong phủ nên tốn không ít bạc. Nếu người muốn ta xuất ra số bạc đó, ta thật sự không có. sắc mặt của kinh quận vương phi trở nên khó coi, không ngờ lâm di có thể cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Lâm di nói: chị dâu thành tâm thành ý như vậy, có lẽ phật tổ sẽ không trách tới đâu. Ngược lại trong phủ chúng ta cũng không có gì kỳ lạ chuyện này coi như xong đi. Nếu như chị dâu lo lắng thì có thể để sư thái kiểm tra một lượt trong phủ. Ý này là chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra. Kinh quận Vương Phi siết chặt khăn tay, chán nổi gân xanh, cô đây là không bằng cổng hỗ trợ. Ngọc kép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 325, từ chối. Không phải là không hỗ trợ, Lâm Di cố hết sức để nói khéo léo, mà là không thể thu xếp được nhiều bạc như vậy để lập đàn thờ. Ngọc kép, nói rồi, nàng dừng một chút, nói vài lời an ủi kính quận Vương Phi, Phật Tô từ bị, lễ hàng năm dâng lên người cũng làm theo khả năng. Ngọc kép, kính quận Vương Phi nhìn về phía trường Ninh Sư Thái bên cạnh. Trường Ninh Sư Thái ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt của Lâm Di. Lâm Di cười nhạt, không trốn tránh, trường Ninh Sư Thái gật đầu với Lâm Di cười một tiếng mọi người có duyên số của riêng mình lời khang quận vương phi nói cũng không phải không có lý kính quận vương phi kinh ngạc trợn tròn mắt lâm di làm phật lễ với trường ninh sư thái trường ninh sư thái cũng lập tức đáp lễ lại không nghe được vài câu êm tai không bàn luận được chuyện này tới cùng thì kính quận vương phi cũng ngồi không yên quất hồng pha trà mới dâng lên kính quận vương phi cũng không uống một hớp đã đứng dậy dân trường ninh sư thái cáo từ ra ngoài kính quận vương phi cung kính mời trường ninh sư thái lên xe mình thì được người đỡ ngồi lên cạnh trường ninh sư thái kính quận vương phi không nén được lửa giận trong lòng nữa lớn tiếng nói nếu không phải phật tổ từ bỉ chúng ta cũng sẽ không tới tận nhà nhắc nhở không ngờ nàng ta lại ra vẻ như vậy rõ ràng là muốn xem trò vui giọng nói càng lúc càng lớn sư thái cũng thấy rồi đó, chuyện này ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ quỷ xuống cầu xin nàng ta sao? Hiện tại người muốn trừ họa là ta, không phải nàng ta, đương nhiên nàng ta sẽ không để tâm. Người đời nói Phật tổ che chở Phật tử, ta toàn tâm toàn ý tin tưởng người vậy mà. Trường Ninh Sư Thái nghe thấy lời này, chỉ thở dài, nếu không phải vì quận vương phi công đức thường xuyên, Bần Ni cũng sẽ không tới chuyện này khang quận vương phi không giúp đỡ chúng ta cũng đâu thể miễn cưỡng kinh quận vương phi sợ hãi sư thái nói ta phải làm sao đây trường ninh sư thái ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói bần ni chỉ có thể làm hết sức hy vọng có thể liều mạng bỏ tu vi của mình để giải trừ sát họa cho quận vương phi đôi mắt kính quận vương phi ủng đỏ nàng ta vô cùng cảm kích nếu có thể vượt qua kiếp này sư thái chính là cha mẹ sống tại của ta bàn tay lạnh như băng nắm cấy tay trường ninh sư thái. Trên trời có đức hiểu sinh, quận vương phi thành tâm như vậy, Phật tổ cũng sẽ che chờ người. Trường ninh sư thái cụp mắt, khẽ an ủi kính quận vương phi. Vẻ tiêu tụy của kính quận vương phi không thể che lấp được bằng phấn son. Vị trường ninh sư thái đã nhìn thấu tâm tư kính quận vương phi, nếu không để phủ kính quận vương xuất ra ngàn lượng bạc thì nhất quyết không chịu cho qua. Quất Hồng nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Di, ban nãy lời nói của kính quận Vương Phi dọa ngươi như vậy mà hàng mi Lâm Di cũng không thèm động một cái, bảo sao Trường Ninh Sư Thái ngồi chỗ kia im lặng không nói lời nào, sau đó thì phải làm sao à? Kế tiếp thì xem phủ kính quận Vương xoay sở thế nào chứ sao? Lâm Di nói, không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta không phải để tâm, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ra bên ngoài cũng đừng nhắc tới chuyện này. Mấy câu nói ban nãy của kính quận Vương Phi nếu truyền trong phủ e rằng cũng có người tin sợ, chỉ có nàng hoàn toàn không để ý. Người bên cạnh cũng làm như không có gì mới có thể ngăn chặn bầu không khí kỳ quái trong phủ. Cho dù có mấy chuyện linh tinh đó thì mấy ngày rồi cũng sẽ qua. Quất hồng khẽ nói, ban nãy nghe kinh quận Vương Phi nói, bạch thực tỷ tỷ đã dặn chúng nô tỳ không được lan truyền linh tinh, nếu có người hỏi thì chỉ kể vài chuyện kỳ lạ ở phủ kính quận Vương thôi. Bạch Thược đúng là càng ngày càng làm việc thâu đáo, không cần đợi sự phân phó của Lâm Di cũng có thể làm cho thỏa đáng. Chi là tuổi tác Bạch Thược càng lúc càng lớn, phải gả ra ngoài rồi thì bên cạnh nàng lại mất một trợ thủ đắc lực. Lâm Di vào phòng trong nhìn đứa bé, tới buổi tối, Chu Thập Cửu về nhà. Lâm Di kể lại chuyện Kinh Quận Vương phi tới nhà, thật sốt ruột, ta nói trong nhà không thể bỏ ra nhiều bạc như vậy để cúng lễ, nàng ấy mới thôi. Mấy trăm lượng bạc đối với Phủ Khang quận Vương không phải con số quá lớn, nhưng nếu dùng vào việc cung bái thì nàng tuyệt đối không bỏ ra, bất luận ai hỏi thì nàng đều nói như vậy thôi. Không lẽ lòng thiện của Phật Tổ cũng dựa vào bạc để cân nhắc hay sao? Như thế thì người nghèo ngày lễ Tết khỏi phải vào chùa miếu thắp hương làm gì? Chu thập cửu thay đổi y phục, uống chung trà lâm di vừa mang tới. Ánh mắt chàng rơi trên mặt lâm di, bởi vì mất nhiều máu khi sinh đẻ mà gò má gầy gò, khuôn mặt cũng dài ra, chỉ có phần cằm vẫn đầy đặn như cũ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, lần sau nàng ta đến, nàng cứ nói không khỏe, không muốn gặp thì không cần ra gặp làm gì. Chu thập cửu sợ nàng quá mệt mỏi, lâm di cười thoải mái, ta cứ ở nhà mãi cũng chẳng có việc gì, có người tới cũng biết được thêm chút chuyện bên ngoài. Hơn nữa, đều là họ hàng mà, đúng theo vai vế thì ta phải gọi nàng ta một tiếng chị dâu, nếu chặn ngay ngoài cửa như chàng thì đúng là không cho người ta thể diện. Nói cách khác, có kẻ thù còn tốt hơn là không có, bởi chỉ khi có kẻ thù thì mới để tâm nhiều hơn, không quá buông lòng cảnh giác, tránh trường hợp không kịp ứng chiến, chịu thiệt về sau. Lâm Di cười vui vẻ, đôi mắt trong veo, gương mặt ửng hồng, đôi môi hồng nhạt, vô cùng dịu dàng xinh đẹp. Lâm Di nói, kính quận vương có nói gì với quận vương ra không ạ? À? Chu thập cửu gật đầu, có nói. Ta cũng đáp thẳng, ta thân là võ tướng nên không tin chuyện yêu ma quỷ quái. Nếu không phải trong nhà có trưởng bối thì e rằng cũng chẳng có Phật đường đâu. Lâm Di nghe rồi cười, quận vương gia còn nói thẳng thừng hơn ta nữa. Cứ như vậy e rằng sẽ phá mất thể diện của nhà ta trong tôn thất danh mất thôi. Đôi mắt chu thập cửu đen láy, nụ cười của chàng vô cùng ấm áp nếu đã phá thì cứ phá cho triệt để đi. Tôn thất doanh còn muốn góp bạc để xây tháp vàng cho Thái hậu nương nương. Chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi, ta còn bị phạt nửa năm bồng lộc, tiền trong nhà vốn đã hạn hẹp, nhiều nhất cũng chỉ xuất ra được một phần con con thôi. Chuyện xây tháp vàng nhanh như vậy mà lại nổi lên rồi, Lâm Di nghĩ tới tình mẫu tử giữa Hoàng thượng và Thái hậu nương nương. Từ khi Hoàng thượng kế vị, hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau, vị trí của Thái Hậu trong lòng Hoàng thượng khá cao, nếu không quan hệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu Nương Nương cũng không thành ra như hôm nay. Thái Hậu Nương Nương đột nhiên qua đời, tuy Thái Y Viện nói là do bệnh nặng bộc phát, nhưng có lẽ Hoàng thượng tự cho là mình muốn lập nhị vương ra làm Thái tử khiến cho Thái Hậu Nương Nương tức giận. Hoàng thượng sẽ ái náy với Thái Hậu Nương Nương, nên chiếu thư lập chữ mới chậm chạp không chịu hạ như vậy phe phái ngũ vương gia nắm được điều này nên mới có thể xoay cục diện. Vì Thái hậu nương nương mà xây tháp vàng chính là khởi đầu tốt, phe ngũ vương gia có thể lợi dụng lòng hiếu thảo của Hoàng thượng. Huống chi, Hoàng thượng vốn yêu ái thuộc phi nương nương và ngũ vương gia, đối với nhà Hoàng hậu nương nương chỉ có sự áy náy, có thể địch được với lòng hiếu thảo với Thái hậu nương nương được hay không? Tôn thất doanh nhanh chóng bắt đầu quyên góp tiền bạc trước là vì phủ kính quận vương cung bái hành lễ rất nhiều nhà trong tôn thất doanh cũng quyên góp vừa vạn lượng bạc cũng mama ra ngoài nghe ngóng tin tức tới bên lâm di nhỏ giọng nói họ đều nói phủ chúng ta không nói chuyện tình cảm ngay cả họ hàng xa cũng quyên góp tiền chúng ta lại không bỏ một xu lâm di đang thiêu tất cho con trai nghe cũng mama nói động tác trên tay không hề dừng lại cung bái hành lễ sao rồi cùng mama nói nghe nói kính quận vương phi thư thái hơn không ít, ngủ cũng được yên ổn. Thật đúng là hiệu quả, nói như vậy thì có lẽ hắc bạch vô thường đã bị trường ninh sư thái đổi đi rồi, có chuyện này đi trước đón đầu, chuyện xây tháp vàng cũng dễ dàng mở quyên góp. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.